Thì như anh em đã xem clip mình đã làm về chiếc xe này, thật sự bản chất trước khi đến miếng màu vàng này thì nó là màu xanh. Và anh em có thể thấy được cái độ cũ của nó đâu, rất là cũ. Thì hôm nay mình làm clip này á, thì mình nói về phần xe quay, để cho những anh em nào thích quay thì có thể xem clip này ha. Rồi, bắt đầu thôi. Mình sẽ review xe, nhưng mà mình review một cách từ từ và hướng dẫn anh em làm xe luôn. Thì những cái xe quay này á, anh em có thể xem clip á, khi mà mình tháo ra nó là thắng đùm, nhưng mình bây giờ mình đã lên thắng đĩa cho nó. Thì đến phần thắng đĩa á, thì mình sẽ không có đọc đầu món, nhưng mà mình sẽ nói anh em cái này nè. Anh em nào á, mà muốn có ý định lên thắng đĩa cho quay á, một, anh em để zin là anh em đang sử dụng thắng đùm. Hai, anh em lên thắng đĩa thì hãy lên đầu zin cho mình ha. Như ở đây là mình lên heo nếp xin chính hãng. Đĩa thì chúng ta hãy dùng đĩa ít mọc rào hoặc đĩa zin cũng được. Đùm thì đùm chính hãng, phục chính hãng, và cả tai thắng trên đây cũng là chính hãng luôn. Thì mình khuyên anh em như vậy. Thì đồ chính hãng á, thì lên một bộ này á, thì tầm 3 triệu thôi. 3 triệu là có căm rồi, có đùm đồ bắt căm hết luôn nha anh em. Đĩa ốc, đĩa dây dầu đồ đủ á. Đó, mình nói vậy. Mình sẽ giải thích cho anh em hai lý do tại sao mà mình nói cái lý do là để zin, hoặc là thứ hai là lên đầu zin. Có nghĩa là anh em nếu có xác định mà muốn lên thắng đĩa thì anh em hãy lên cho đầu tốt, có nghĩa là đầu zin chính hãng. Thì thứ nhất á, là anh em sẽ gắn như zin. Anh em mua phuộc nè, mua heo nè, dây dầu tay thắng, anh em gắn vô bù bụp là nó lụm, là y sách, nó không có chế. Thứ hai, nó sẽ đảm bảo an toàn cho tính mạng của anh em. Bởi vì anh em có tiền, anh em dọn xe, anh em gắn đầu zin vô, anh em chạy thắng, thì chắc chắn đó là sự rất là an toàn, và hãng sản xuất đầu Nhật người ta làm ra là chính xác. Còn anh em có tiền mà nửa vời, anh em vừa muốn không tốn tiền nhiều mà anh em lên thắng đĩa cho đẹp, anh em gắn đồ lô, có ba chuyện xảy ra với anh em. Một là giật, anh em sẽ gáp vô không như zin. Hai là anh em thắng sẽ không ăn, là có nghĩa là anh em chạy một thời gian cái tay thắng trên đây, anh em bóp vô là vui vui, là bóp vô nó không ăn, hoặc là bóp cái cảm giác nó không có được tốt, anh em bóp vô nó sẽ là bị sượng hoặc cứng, nó heo dầu dưới đây thì bị cứng. Nó thì đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là nó hư hoài, có nghĩa là tay thắng, cái tay thắng zin này khoảng 400-500 ngàn, nó trong tay thắng zin, còn cái tay thắng mà lô á thì 100-200 ngàn, anh em hoặc là có mấy chục ngàn luôn cũng có nữa, anh em xài được có mấy bữa hư. Thì cái tiền mà công thợ gã gáp cái mới nè, tiền anh em mua cái mới nè, thì nó quá cái đầu zin luôn rồi đó. Heo dưới đây cũng vậy, khi anh em sử dụng heo zin, lực thắng rất là tốt cho cái chiếc quay S110 này, quay lên phuộc, quay S110 cái lên đĩa thì rất là ok. Đó, anh em xài heo zin ở đây nè, cái gì cũng zin hết, nó đã lắm em, xài rất là ok luôn, không cần anh em phải mua heo Rambo, mua con heo gì Rambo mà hàng, nếu mà hàng lô á, mà nói thẳng luôn em, bộ lô á là 300 mấy nè, 400 ngàn, thí dụ vậy. Rồi nếp xin bạc thì 300 mấy 400 ngàn, gắn vô nè, thứ nhất nè chế nè, thứ hai nó lô nè, tại vì hả, không phải zin là lô thôi chứ không có F1 F2 gì ở đây trơn á. Đó, gắn vô là sẽ rất là tệ. Anh em vừa nó chỉ đẹp trong con mắt thôi, nhưng mà xài chất lượng nó không có thì cũng vậy à. Trong khi đó con heo này chính hãng nè, gắn như zin nè, cũng có 400-500 ngàn thôi. Con này có 400 mấy nè. Rồi bát nè, tại con heo zin á nó ngộ vậy nha anh em, mua con heo không có bố này, mua bố zin à, mua thêm. Anh em nào xài mua heo quay S110 zin gắn cho xe mình là biết ha. Con heo bán zin nè, cái bố bán zin nè, rồi ốc xả gió, ốc dây dầu bán zin hết, không dính chùm. Còn heo lô là anh em mua bụng cái dính chùm vậy á, bố heo gì đầy đủ nghe, phái không phái nhưng mà cho ẹt ra hai bữa hư đó. Thì lưu ý anh em ha. Dạ, mình sẽ nói cho anh em luôn là khi mà lên đĩa chúng ta cần những gì nè, cho anh em nào muốn có ý định lên đĩa cho quay. Một, mua tay thắng. Hai, mua dây dầu. Ba, mua con heo đó. Bốn, mua cái đĩa. Năm là mua cái đùm, đùm trước á, đùm đất thắng đĩa nha anh em, mua đàn chính hãng cho mình càng tốt, chỉ cần 420 ngàn là có mặt đạo chỉ đầy đủ không á, đùm chính hãng quay ớt á đó. Mua trong gì Honda anh em, hãng Honda, cái hãng Honda nào gần nhất anh em á, hoặc liên hệ bên mình vẫn được, bên mình vẫn có bán cái bộ này ha. Rồi cái đĩa là 6, ốc đĩa là bắt buộc phải mua. 7, cây phuộc mua, phải mua phuộc mới nha anh em, cặp phuộc luôn, một cặp luôn chứ không ai bán cây đơn á. 8, rồi cái mấy cái linh tinh giống như là chụp cốt trong đầm là 9, cây cốt trước có thể xài là cốt hoặc là giữ hay cũng mới được là 10, thì tầm 10 món
thì anh em mới có thể lên đĩa được. Ừ quên nữa, khi anh em lên đĩa là chắc chắn nếu anh em xài lại cái niền cũ, ví dụ như trước nè, anh em xài niền sắt đúng không, thì anh em phải mua cam mới. Tại vì cái đùm này làm sao mà xài cho cái cam cũ được. Cái cam cũ hắn đùm á là 157, còn cam hắn đĩa là 184, nó 184 á. Đó, nên khi mà anh em thay hắn đĩa trước á là phải thay nhiêu đó. Thì nãy mình nói một bộ tầm 3 triệu á là gồm hết nhiêu đó anh em ha. Mình phỏng phỏng cho anh em để anh em nào có ý định lên đĩa trước á, thì mình nói ha, rất nhiều anh em hỏi mình sao mình lên đĩa trước tới cỡ 3 triệu mà chỗ người ta lên có triệu mấy, 2 triệu à ha. Người ta lên đồ lô, mình đây lên đồ zin. Một là lên đồ zin bên mình, hai là đi vô khác chơi. Mình nói thiệt, tại vì mình sợ anh em chết chứ gì á. Anh em gắn đồ lô vô hắn ăn đâm đầu xe tải chết thì ai đâu làm xe tới chỗ mình làm xe nữa. Mình thiệt ha. Rồi cái vụ hắn đĩa trước rồi, mình sẽ tiếp theo cho anh em coi tới cái món tiếp theo. Bây giờ đĩa trước rồi, giờ mình tới đĩa sau. Ồ, hắn trước rồi giờ tới hắn sau. Thì ở clip này mình cũng nói luôn cho những anh em nào có ý định là lên hắn đĩa sau cho quay hoặc Sirius, thì hỏi mình có lên hắn đĩa sau cho quay Sirius không, thì mình trả lời là không. Thật ra là mình lên được, mình làm được, nhưng mà mình có một cái vấn đề như nè. Mỗi người có một cái đam mê và mỗi người anh em có một cái cách làm xe khác nhau ha. Có cái vùng miền á thì anh em thích đằng trước là gắn hắn đĩa, đằng sau đĩa luôn. Và có vùng miền thì anh em thích đằng trước hắn đĩa thôi, sau đùm. Hoặc có những người anh em lại thích trước đùm sau đùm thì gắn zin hết hoàn toàn ha. Thì hôm nay mình góp ý anh em cái này. Đằng trước nếu anh em lên đĩa là anh em có đầu chính hãng, giống như mình nói lên nguyên vàng quay S110, đằng trước là đĩa bằng đó, thì zin hết là rất là an toàn. Là gắn là zin nữa, anh em gắn vô là nó không có bị cạ cấn gì hết, nó rất là ok, rất là an toàn cho anh em. Còn đằng sau đây nè, không có cái đời quay nào mà đằng sau có hắn đờ hắn đĩa trơn em, là toàn hoàn toàn anh em chế. Mà mình sẽ giải thích cho anh em tại sao là mình bên mình nè không có chế hắn đĩa sau. Thứ nhất, quay thì phải cho ra quay. Quay á là đằng sau là phải hắn đùm, đằng trước hắn đĩa, là đời quay S110 là có đó. Còn không có cái đời quay nào đằng sau hắn đĩa trơn á. Anh em gắn mà đằng sau hắn đĩa, nó có rất cái chuyện này nè, nó tệ lắm anh em. Cái con heo nó sẽ nằm ở đây hoặc ở đây, tùy theo cái bát, thì thông thường bát nằm đây đó. Thứ nhất là cái đùm anh em phải chế đi gắn đĩa nè, rồi cục canh chế nè, rồi con heo cũng chế nè. Mã đó toàn đồ lô không à, không có lụm đâu ra được đồ zin hết trơn em. Thiệt, không có cái đường nào mà anh em có cái bộ nào mà gọi mà zin mà gắn vô đây hết trơn á. Thì tất nghĩa là đồ lô nó làm sao dở ẹt đó. Thứ nhất là dở ẹt, mình nói thẳng dở ẹt luôn, chạy rất là nguy hiểm. Chạy thắng không ăn là chuyện, thắng không ăn là chuyện mà ghê lắm em. Ghê lắm, chết như chơi, không có nhân chơi đâu. Có rất nhiều bạn sẽ trả lời là ừ, tôi lên thắng đĩa tôi chạy 3-4 năm trời có sao đâu. Thì tại bạn hên thôi ha, tại bạn hên thôi. Chứ mình thấy ha, thắng đĩa đằng sau không có ngon. Với lại bạn khi mà bạn, cái bạn nào á mà đã từng lên thắng đĩa rồi, khi mà bạn thay nhông sinh dĩa này nè, thay nhông sinh dĩa cho chiếc xe của bạn chạy mòn, thay nhông dĩa nè, hoặc là hư cái bố nè, hoặc là hư cái thắng sao ha, bị trục trặc gì đó, bạn tới tìm sửa xe ha. Cái thằng thợ sửa xe nó nhìn cái xe bạn với ánh mắt rất là kỳ thị, tại vì nó biết mở ra là ăn hành, mở ra gáp vô là ăn hành. Thay guộc xe ban đêm, ví dụ xe bạn bị lủng guộc đúng không, xe ăn đùm quẹo vô những tiệm mà thường thường mấy chú lớn lớn, già già lớn lớn tuổi, khoảng bao nhiêu tuổi á, người ta vẫn hai giá đêm á, đường xa xa bạn gặp mấy người chú đó đó, người ta vô thấy bạn hắn đĩa cái ha, bình thường á là người ta làm giá guộc thay guộc cả 15 phút, và gặp cái hắn đĩa bạn cái tiếng hậu tiếng gửi chưa xong thiệt đó. Thứ hai nữa là quay mà hắn đùm mình thấy rất là đẹp mà anh em, như ở đây, ở đây mình sử dụng quay thắng đùm, đằng sau mình phai lỗ má đùm và cái đùm của mình là phai luôn, kèm theo càng hắn zin, trời rất là đẹp mà rẻ tiền nữa. Mà không hiểu sao bạn không chịu, bạn chê, mình thấy đẹp mà đúng không, đâu có cần mà bạn phải lên thắng đĩa tốn tiền. Bạn dùng cái tiền lớn để mua cặp phuộc xịn cho tôi đó, gắn đẹp không, đẹp nhúng y với đít nữa, sướng. Sẵn mà có anh em hỏi mình cái phuộc này nhúng sao đúng không, để mình review cho nè, nè thấy chưa nó, không có bạn hỏi mình cái phuộc này nhúng êm không đó, mình nhúng cho coi đó. Phuộc này là phuộc gì nè, phuộc này là phuộc ô liền, ô liền màu vàng mà mình sơn thành lò xo xanh đó, anh em thấy vui không, mình sơn thành lò xo xanh để cho nó đẹp đẹp. Tại cái xe này màu vàng, nếu gắn cái phuộc vàng vô nhìn nó tào lao lắm, nó vàng khè hết trơn, có gì đâu đẹp. Mà phuộc đi cho nó thì nó lại có bình dầu, mà mình sơn cái lò xo hành xanh cho nó gọn, gắn nhão không phải quét đó. Phuộc nè, phuộc ô liền không bình dầu vàng nha anh em, mà mình sơn xanh
Thì để cho anh em hỏi, tại vì khi mà mình đi tới đây thì chắc chắn có anh em phải hỏi rồi. Ốc trên xe này á, mình đa số mình xài ốc inox, thì chủ xe là hết tiền rồi. Dọn xe này chủ xe đưa có 10 triệu à. Dọn xe này sơ sơ hình như 10 triệu gì đó. Nên trong hình anh em thấy xe làm sao? Từ cái xe như vậy mà biến thành cái xe như vậy nè, cái sườn trong mới tinh luôn nha anh em. Mình sơn sườn lại luôn á, mới tinh luôn. Đó, tem mới luôn. Tem này rất là đẹp anh em. Đó. Nói chung là cản thay mới nè. Cái xe này là mới hết 100% anh em. Mỗi thẳng là mới 100%, chỉ có cái sườn với lốc máy giữa là mình hà lốc số, với cái đầu là mình còn giữ nguyên thôi. Còn bao nhiêu là hay hết. Tất cả những gì mà anh em thấy đang được thấy trên con mắt của anh em á, dính trên cái xe này là mới 100%. Nguyên xe này dọn có 10 triệu. Anh em thấy cái xe mà cái hình mà hồi mà mình gỡ ra là anh em biết là mức độ nó tàn của xe này có nhiêu rồi. Xe này chủ xe mua xe ve chai 6 triệu. Chiếc này nào mua xe ve chai 6 triệu, bỏ ra kim tầm 10 triệu nữa để dọn xe này. Thì mình phỏng phỏng là 10 triệu nhưng mà mình chưa có sổ. Tại vì hôm chủ xe là đưa mình 10 triệu trước để mình dọn, thì chủ xe nói cứ dọn đi rồi dư thiếu tính sau. Thì mình nhớ xe này tầm 10 triệu mà không biết có thể hơn. Không gài mấy cái lặt vặt anh em, mấy cái lặt vặt nó tiền nhiều lắm. Nó phục ha. Đây đây. Thì nãy nói vô để sao rồi á. Anh em đằng sau nhớ chạy hắn đùm nha, đừng lên hắn đĩa. Đó, bên mình á, anh em hỏi bên mình có lên không? Không luôn. Bên mình không có lên hắn đĩa sao. Bên mình chỉ thích đằng sau hắn đùm này trước hắn đĩa thôi. Còn anh em nào ẹt á, chạy á là hãng người ta có đằng đĩa đằng sau thì mình làm đĩa sau. Còn cái chiếc mà quay quay Sigurd đỏ ghé lên đĩa sau thì chia tay. Nè, nút kỳ bao chỉnh nè. Rất là phê. Này dặn dặn đừng ơi phải chỉnh lại nữa, hầu quên mất tiêu rồi. Đó, mình sẽ cho anh em coi cái thú vị của xe này là gắn đồng hồ Uma. Rồi anh em ha, đây là cái đồng hồ Uma cho thằng quay. Thì cái đồng hồ Uma này thật ra là cho Sirius nha anh em. Đó, anh em thấy cái bờ cổ này, cái đồng hồ mẫu này Sirius X20. Nhưng mà mình chế cho cái bờ này cho chiếc quay. Đó, anh em có thể thấy đây, bờ quay ha, mình chế lại. Thì mình cái món cái bờ không này á là chính hãng á, mà bên mình chế lại là 450 ngàn. Đó, anh em hãy lên Shopee mua. Nó kèm theo cái đồng hồ này 908 mình bán ha. Thì đồng hồ mình có gì đặc biệt, anh em có thể xem báo xăng chuẩn nha. Đó, báo xăng chuẩn là hiện xe đang hết xăng thiệt. Đó, đồng hồ có N nè, báo tua đấy anh em thấy không, báo tua này anh em lấy xi nhan báo đầy. Đó, xi nhan báo đầy. Đó, giờ anh em bật đèn pha, cái nút đèn pha rồi đó, đèn pha. Đó, báo pha đổi màu đồng hồ. Đó, anh em thấy không, rất là tiện. Anh em muốn đổi màu mặt đồng hồ chỉ cần bật pha code thôi. Đó, thì kèm theo đó mình sẽ test cho anh em xem cái đèn trong nhà. À, mình đang ở căn phòng tối thui luôn nha anh em. Anh em thấy không, mình tắt hết đèn rồi nha. À, mình tắt hết trơn đèn rồi. Đó, nguyên shop mình tắt hết trơn đèn rồi để mình quay được cái đèn này. À, mình tắt luôn cả cái đèn ở bên đây luôn. Đó, đây là đèn code ha. Đó, anh em coi pha. Đó, code pha ok ha. Đó, rồi quay lại đồng hồ thôi. À, với cái đồng hồ này á thì mình đã hướng dẫn anh em câu để sử dụng rồi. Đó, thì hẳm gài mình làm cái xe á, thì mình không có thời gian để mình quay cái clip mà khâu mà lắp ráp, nên anh em thông cảm thì hẳm gài khớp khá đông, nên đến khi mà cái xe nó xong thì mình mới quay được. Nên con phần hi sót anh em coi nó hơi bị nhanh đúng không, tự nhiên đang yên đang lành vậy cái nó hành như zin rồi. Đó, anh em hay đồng hồ thì đồng hồ này cũng không có review gì được nhiều, thì chủ yếu là mình review cho anh em cái mặt đồng hồ, công dụng sử dụng và báo tua ha. Đó, mình đạp máy cho anh em nghe thử. Máy chiếc này thì đạp khá là nhẹ, chỉ đạp một cái là lên liền trong nhà. Đó, anh em thấy không, báo tua, đồng hồ báo tua đây. Đó, mở lên. À, rất là cute fumiware đúng không? Đấy, ai nói đồng hồ Sigurd gắn quay không được đâu. Cái phần đĩa bên trước á, cái đùm bên trước á, khi mà mình ngồi ở bên kia á, mà mình không có cho anh em xem được là cái đùm bên đây là mình là sử dụng đùm file luôn. Tại hàng sau á, nó file thì đằng trước nó phải file hơn em. Nó đùm file á, cái này là đùm mẫu bạc mà mình file có nghĩa là anh em để cái nào sơn zin. Đó không? Sau đó mình sẽ file, tiến hành mình file lỗ. Thì như vậy á, là một cái kiểu chơi này cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà nó có cái ưu và nhược điểm như thế này. Ưu điểm á thì nó sẽ rẻ tiền hơn cái đùm đen, tại vì cái đùm đen phải gia công mình sơn lại lần nữa. Và cái nhược điểm của nó là cái gì? Là nó màu trắng. Thì anh em nào á
mà thích đơn giản thì thấy nó đẹp. Còn những anh em nào thích mà chi nổi á thì nó trắng nên là khi file thấy được cái chỗ file thôi, không được thấy quá nhiều cái phần mà chi tiết ở trên nó. Thì những anh em nào thích chơi kiểu zin zin á thì cái đùm này rất là thích hợp. Đùm này á là bên mình á là có bán và đăng lên Shopee luôn, nên anh em muốn mua thì chỉ cần lên đó. Mẫu á thì như thế này, bên mình là người sản xuất cái đùm này ra, thì bên mình trực tiếp sản xuất cái này, nên anh em mà muốn mua cái mẫu đùm á, file chỉ cần anh em gửi cho mình cái hình là chắc chắn là bên mình sẽ làm được ha. Chỉ cần gửi cho mình cái hình cái đùm thì anh em mua hàng bên mình gửi nguyên bộ. Còn nếu anh em nhà đã có đùm rồi mà đùm đang còn rất là mới, em gửi trực tiếp cái đùm cho mình thì mình tiến hành gia công. Nếu mà mình chỉ mà file mà không sơn nha, thì cái đùm trước và cái đùm sau thì mình lấy là 400.000, có là 200.000 một cái, nó là đằng trước cái đằng sau. Nếu kèm thêm cái má đùm thì là 200.000 nữa. Còn nếu như mà anh em muốn mà sơn đúng không, thì đùm trước và đùm sau thì mình sẽ lấy là 600, là mình sẽ tiến hành mình xả sơn ra, mình sơn lại và mình tiến hành mình mod đó. Đó thì nói cho anh em để anh em mà có nhu cầu á mà muốn mua đùm bên mình bán, hoặc là gửi cái đùm cũ cho mình sơn mình tiến hành mình mod lại, thì mình báo giá đây để anh em có nhu cầu á thì có thể liên hệ trực tiếp với mình và gửi đồ cho mình thì mình sẽ làm thôi. Đó thì với lại nữa cái này chưa có gắn hàng chi đó, nghe cái tách nè mới cứng nè anh em, hèn chi mới đụng sức ra hết hồn. Với lại một phần nữa á, nếu mà anh em á muốn mà mua đồ bên mình á thì inbox anh em thắc mắc cái gì anh em cứ hỏi trực tiếp đi, anh em không phải hỏi câu là anh ơi cho em hỏi cái này cho em hỏi cái kia, anh em hỏi trực tiếp luôn. Với anh em đừng có alo, anh em muốn cái gì anh em cứ nói trực tiếp luôn, anh em muốn cái gì anh em cứ nói trực tiếp alo, bên mình sẽ nhận được cho mình sẽ hiểu và mình sẽ đưa cho anh em cái câu trả lời xác thực nhất với câu hỏi của anh em. Chứ anh em đừng alo hi chào shop đâu này kia, là cái tin nhắn tự động của nên mình sẽ gửi cho anh em nguyên cái link mà đường kênh bán hàng á shopee.vn/bổ tài 4 số 0 á, sẽ gửi cho anh em cái link trang web đó. Anh em càng hi thì nó gửi càng nhiều, hoặc em bấm like like là nó sẽ tự động nó gửi cái đó luôn, thì mình nên mặc định cái đó để trả lời những tin nhắn rác á đó. Đó khi mà bên mình duyệt như vậy gọi là tin nhắn rác. Còn anh em mà trực tiếp hỏi món gì đó, ví dụ như anh Bùm ơi bán em bộ căm đùm niền cho quay game si good gì đó, thì bên mình sẽ báo cho anh em giá sơ sơ tầm 3 triệu. Thì mình báo giá sơ sơ tầm 3 triệu vậy thì gồm gì nè, cái cặp đùm nè, căm nè, niền nè, vỏ ruột mà hiểu gì đó. Đùm mình sẽ áp dụng đùm zin đó, căm là căm RCB, niền là RCB luôn, vỏ thì chọn vỏ CRV. Đây là vỏ CRV đây, anh em thấy gai đây đó, gai CRV này đó. Còn khi mà anh em mua hàng mà anh em đưa cho mình cái thông số á, ví dụ như là đùm quay mà Đài Loan thôi, không cần phải zin thì sẽ rẻ hơn, không lấy má đùm sẽ rẻ hơn nữa, rồi căm là RCB, rồi niền gì đó, rồi vỏ gì đó, ví dụ vậy. Mà bên mình á có cái lưu ý như thế này, bên mình á là đa số á là mình sẽ dọn cho anh em là niền RCB và căm RCB, tại vì hai cái hãng của mình á là mình là đại lý RCB ở Bến Tre đó, mình ưu tiên đầu RCB hơn là một. Thứ hai nữa thì cái căm RCB á nó rất là đẹp, và nó ở cái tầm giá của nó thì nó rất là tuyệt vời rồi. Nó giá 200 mấy chục ngàn cho một cặp, một hai bánh xe anh em, hai bánh xe đó, thì nó rất là ok, nó không quá đắt đó. Còn nếu anh em xài mà cái cam rẻ hơn á, thì nó cho cái độ tốt không có bằng đó, là nó hương hiệu nó không có đẹp bằng. Ví dụ trên thị trường rất nhiều hãng, mình không muốn nói ra, tại nếu mà nói như vậy á, là mình có nghĩa là mình không có bán cái đó, mình bôi cái sản phẩm người ta là mình không được, nên mình không có nói. Thì bên mình nói mình ưu tiên cam RCB thôi. À, ví dụ như anh em hỏi những cam hãng khác á, thì mình sẽ không có bán ha. Hoặc là anh em muốn xịn chút nữa thì mình bán cam Nova, thì cam Nova mình là cam Nova của Nguyễn Mến đó. Thì mình cho anh em coi cái hộp đây, bên mình bán hộp này đó, cam Nova mình là bán hộp này nha anh em đó, anh em thấy không đó, cam Nova mình bán hộp này để mà cho anh em đỡ thắc mắc lăn tăn đó, bán hộp này nè đó, cam Nova thứ của Nguyễn Mến bán á. Đây à, đóng hộp lại. Rồi, mình tới tem ha. Đây là bộ tem mình tiến hành dán cho xe của mình. Ô lộn, xe của khách, cái xe mình dọn đó. Tem này á là tem in UV đó, anh em thấy không, in UV dán lên áo màu vàng. Thì thật ra áo này thì khách muốn đặt màu gì thì mình làm màu đó ha, mình nhận đủ màu luôn. Anh em chỉ cần đưa mình cái màu mà anh em chọn thì mình sẽ có đáp ứng anh em đủ hết, tại bên mình có nhà xưởng sơn, nhà máy sơn ha, dàn áo này. Tem này mình dán lên là trùng màu y khích luôn em. Anh em hãy xem những cái lẻ tẻ li ti này nè, mấy kẻ này nè là giống màu hết, thì mình đã nói với anh em rồi, bên mình chuyên sản xuất mấy vụ này.
Với lại một phần nữa mình nói anh em nè, anh em mà muốn mua tem á, anh em chỉ cần lên cái Google, chỉ Google á, GOOGLE đó, thì anh em lựa cái hình chiếc xe nào mà anh em thích, rồi anh em gửi hình đó cho mình, anh bùm làm mẫu tem này, ok, bạn chỉ cần chuyển tiền, mình nhận được tiền mình sẽ cho in và gửi cho bạn ngay. Đấy, mọi chuyện rất là đơn giản như vậy thôi, không có rườm rà. Chứ bên mình không có mà gửi cái hình cho anh em đâu nha. Mình có hai chuyện để mình nói anh em. Thứ nhất là mình không có thời gian, đó là một, cái sự đó là sự thật. Thứ hai, cho dù mình gửi anh em cũng không chịu, chịu sao mình gửi làm chi. Thứ hai á, cái điều đó là cái quan trọng, anh em biết tại sao có chuyện thứ hai không? Tại vì mình, thí dụ mình gửi thì cho anh em tầm khoảng 5 bộ, 10 bộ cho anh em lựa thôi. Nhưng mà cái mà mình gửi nó không phải là cái anh em muốn, 1000% là như vậy luôn. Anh em thấy cái xe của ông cố nội nào á, chạy ở trên đường á, nó đẹp lắm, mà anh em không biết nó là gì, cái anh em kiếm mình. Rồi mình biết, mình làm sao mà biết được cái bộ tem mà các anh em đã từng thấy nó là như thế nào. Thay vào đó, đỡ tốn thời gian cho đôi bên, anh em trực tiếp gửi cái hình cho mình luôn. Ừ anh Bụp, em thích cái tem này nè, anh làm cho em y chang gì đi, là một cái bụp là y chang đó, anh em muốn in sao cũng được trơn á. Và đặc biệt nha, bên mình chỉ dán tem rời. Tem rời có nghĩa là anh em biết tâm jean không, kiểu như tâm jean nó có từng miếng một, anh em dán lên dàn áo nó sẽ ra tem, chứ mình không có dán tem trùm nha anh em. Trùm, tem trùm á là mình không dán. Chứ anh em mà thấy cái dàn áo xe vàng khè như thế này mà tem khích rịch đều như thế này, anh em hỏi mình là dán tem trùm phải không là thua nha. Bên mình dị ứng cái tem trùm cực kỳ, mình dọn xe cho khách hàng được. Ví dụ như mình không có, cái xe mình dọn cũng không có gọi là quá mắc tiền, dọn cái xe này có 10 mấy triệu à đó, dọn cái xe được 10 mấy triệu, tại sao cái dàn áo có 1 triệu mấy không dám mua, bộ tem mấy trăm ngàn không dám mua mà đi dán tem trùm. Anh em nhớ thấy cái dàn áo mà cái khúc mà mình mở ra dàn áo mà nó trầy, nó bể từ lưa vậy á, rồi dọn hết nguyên xe vậy, bỏ ra bộ tem trùm cho dù cả dán khoảng 500 ngàn đó, thì mình không biết người ta dán sao, thì mình nhớ nó tầm 500 ngàn, bỏ ra 500 ngàn dán vô coi được không? Không. Anh em nhìn dán xong cái nhìn ba kẻ này nè, trời nó có màu xanh, rồi chỗ mấy ngóc này khoét có màu xanh, rồi áo chỗ trầy thì có một cái lằn ngang vậy á, coi giống ai không? Không. Nên thôi, chia tay nha. Ai mà hỏi mình có bán tem trùm không, giải quyết luôn, chia tay, đi chỗ khác chơi thiệt. Bên mình thì chứ bỏ nhiều tiền lắm á, bộ tem trùm 500 ngàn, chục xe cũng được 5 triệu rồi, ít ỏi gì đâu, tại sao không làm? Tại mình không thích làm cho xe khách nó nhìn nó xấu. Hỏi dọn cái xe, ví dụ bên mình không có dọn xe đẹp, xin mình không gọi là không có dọn đẹp nhất, nhưng mà khi mà anh em xách ra lộ anh em chạy á, người ta không có chê. Không có chê là gì? Không có chê rồi sao mày dán tem dĩ bung từ lưa, mày dán dĩ nổ cầm cộm. Mình dị ứng cái vụ đó cực kỳ luôn, nên là không dán. Đó, dán mà làm vậy đó, nó tốn tiền anh em lắm. Nó bỏ 500 ngàn ra, 500 ngàn là anh em, ví dụ công nhân bình thường làm một ngày 100 ngàn, 5 ngày lương anh em á, 5 ngày lương anh em bỏ ra dán cái bộ tem cho xe. Mà dán nó, dán xong về 2-3 bữa anh em thấy nó kỳ kỳ, bạn bè chê xấu, anh em buồn không? 5 ngày lương mình chứ bộ ít, 5 ngày lương không phải lắm ít, đúng không? Trong khi đó anh em bỏ ra 1.500.000, bỏ ra 1.500.000 là coi như nửa tháng lương đi. Nhưng mà anh em xài cái xe được nửa năm, một năm, nó mới tinh hà, nó y nguyên vậy đó, nó đẹp cực kỳ đó, thấy không? Nên mình mới làm cái chuyện như vậy. Chứ tại sao là mình không dán tùm, không dán keo, tiệm đề canh mà không dán keo. Không dán keo với chuyện không dán tem khác nha anh em. Tem thì vẫn dán bình thường, keo là dán keo trong với tem trùm đó. Thì mình vừa làm clip làm xe, mình giới thiệu anh em này, và mình nói luôn những cái chuyện mà anh em không biết để anh em tránh, đúng không? Đấy, chứ mình không có bôi cái nghề đề, cái ngành đề can á, mình là xuất phát từ ngành đề can đó. Nhưng mà có những cái mình không làm, nhưng mình không bôi, tại vì nếu như mà vẫn có những khách họ thích dán keo trong, có những khách họ thích dán tem trùm, nhưng mà khách đó không khi nào làm xe tiệm mình á, làm xe chỗ khác không à, hoặc là dán ở tiệm khác không à, nó chuyện ta mưu sinh đó. Mình thì đặc biệt làm vậy, nên anh em đừng có yêu cầu mình dán tem trùm, dán keo trong là được đó. Mình nói thiệt, mình làm xe cỡ nào anh em khó cỡ nào anh em kêu mình vẫn làm, nhưng mà mình không có làm hai chuyện đó thôi đó. Cản mới nha. Rồi quên nữa, cái xe này á là hiện bây giờ là nó đang là máy 50 zin, đúng máy 50 zin luôn em. Xe bản số này em coi AD á là biết 50 rồi đó, chủ xe là chưa đủ tuổi đó, dọn cái xe để đi học, nhưng mà chủ xe nói mình á là đang gom tiền để làm 54+4, thì mình không biết chừng nào chủ xe đưa tiền để mình làm, thì bây giờ mình ráp tới đây rồi đó,
và còn cục máy. À, anh em đón chờ chủ xe đưa tiền mình thêm nữa để làm cục máy 54+4, rồi mình sẽ cho anh em xem cái quy lực của chiếc quay 54+4. À, còn bây giờ thì nó mới như vậy thôi. Thì clip hôm nay mình cũng ngắn gọn vậy thôi, những cái chuyện mà làm xe rồi xe cổ như này mình nói cho anh em xem. Thì xe này anh em thấy đẹp không? Nếu anh em thấy đẹp thì nhấn cho mình một like và subscribe ủng hộ kênh. Hoặc là lần đầu anh em đến với kênh của mình thì hãy nhấn cho mình nút subscribe nha, để theo dõi và xem những video mới nhất. Còn bây giờ mình phải dắt xe và mình đi ngủ thôi, khuya rồi. Bye bye mọi người nha.